nghiên cứu mới nhất của tổ chức lao động quốc tế vừa công bố khẳng định ai có thể giúp tạo thêm nhiều việc làm mới trong xã hội theo đó tác động lớn nhất của công nghệ ai tạo sinh không phải là xóa số công việc mà có tiềm năng cải thiện chất lượng lao động điển hình là cường độ làm việc và tính tự chủ trong công việc Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ảnh hưởng của AI đối với từng ngành nghề là khác nhau. Các công việc do nữ giới đảm nhiệm sẽ chịu tác động nhiều hơn so với các công việc còn lại. Đó, quốc gia có thu nhập cao chịu tác động mạnh nhất từ công nghệ tự động hóa. Cụ thể, 5,5% số việc làm ở các nước kể trên chịu ảnh hưởng từ AI tạo sinh, trong khi con số này là 0,4% ở các quốc gia có thu nhập thấp. Tổ chức lao động quốc tế khuyến nghị các quốc gia cần xây dựng chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi công bằng, trật tự và có tham vấn trí tuệ nhân tạo được dự đoán tạo bước nhảy vọt về năng suất lao động, cải thiện mức sống. Công ty McKinsey ước tính AI có thể giúp tăng thêm 14.000 tỷ USD đến 22.000 tỷ USD giá trị hàng năm. AI thậm chí còn giúp giải phóng con người khỏi những nhiệm vụ buồn tẻ. Trang Economic Times cho biết, AI tạo sinh năng cách mạng hóa cách chúng ta làm việc, định hình lại ngành công nghiệp và xác định lại bản chất công việc. Với khả năng vượt trội trong việc phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, tạo ra kết quả đầu ra thông minh, AI tạo sinh đang trở thành một công cụ không thể thiếu trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều lo ngại về tác động của AI, gồm cả khả năng phá hủy việc làm chưa từng thấy trong cuộc đình công vào tháng 7 của các diễn viên Hollywood, lo sợ bị thay thế bởi các bản sao do AI tạo ra. Khi trí tuệ nhân tạo tự thân nó không tốt cũng không xấu, mà tác động của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào cách công nghệ được quản lý và điều tiết, và câu chuyện là chúng ta cần phải làm sao để tranh thủ các lợi ích từ trí tuệ nhân tạo để phục vụ cuộc sống. Chúng ta sẽ cần một thời gian nữa để nghiên cứu và hiểu rõ các tác động của trí tuệ nhân tạo đến với đời sống của con người, nhưng có thể khẳng định rằng chính con người mới là nhân tố đứng sau có tác động quyết định đến quá trình chuyển đổi công nghệ và cũng chính con người cần đóng vai trò hướng dẫn quá trình chuyển đổi công nghệ này hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn